Bóng chiếc thoi đưa ánh mắt long lanh, trời đất Hà Tây tay em dệt lụa. Xưa trăng ba vì thóc vàng khu cháy, hồn thơ nguyện trái dệt thanh vân. Sông Tích sông Đà răng lụa mênh mông. Đan phường ơi quê hương người gái đám, đồng ở tác xanh tươi cây dày thắm tắm. Quả cực kỳ sai, như bà con có thể nhìn thấy bao quát xung quanh đây, quả cực kỳ sai. Và chất lượng quả ăn rất là ngon, giòn, tôm vàng và múi rất là ngọt. Khác hẳn với bưởi diễn lai là quả to bồm và nó hơi cao thành, cuống ngắn và hay mọc ở ngoài cành cây nên là rất dễ bị cháy nắng. Còn bưởi diễn xịn thì hay được lá che như này nên quả cũng ít bị giam nắng và chất lượng quả ngon hơn, sai hơn rất nhiều mà con có thể nhìn thấy. Và đây là một vườn này là cây đã có tuổi thọ là 16 năm rồi, cây rất là già. Đan phường ơi quê hương người gái đám, đồng ở tác xanh tươi cây dày thắm tắp. Anh phi công bàng hoàng ngỡ mình bay trên gấm vóc. Hà Tây cửa ngõ thủ đô, áo giáp chở che ngàn năm bền vững. Năn bầy sắc mỹ vẫn đục bầu trời. Hà Tây vòng gã thủ đô, cô gái xuôi hai chàng trai cầu rẽ, giữ lấy màu xanh biếc cho tấm lụa anh thiên. Hà Tây không, anh đứng hàng trước đấy. Cách chăm sóc nên là quả dù quả to bình thường như người khác là sẽ bị bồm, nhưng mà bưởi diễn ở đây to, quả rất là chắc quả, vỏ mọc rất là thích. À, bảo là món cái thần giáp với cháu hả? Đáp rất dày nát, cô lấy một đào đấm vào trong cái đấy đáp, đúng đấy đáp. Phải chứ, thầy bảo chúng ta mới thế. Cứ món phần đáp tôi bảo ấy đấy, một hạ bảo tôi bắt đầu ngay đầu mất nước phần đáp này đấy. Xem thầy nắm bưởi tôi rất sắc lắm không vậy. Anh đừng tắt, anh cứ lên đây. Bóng chiếc thoi đưa ánh mắt long lanh, trời đất Hà Tây tay em dệt lụa. Xưa trăng ba vì thóc vàng khu cháy, hồn thơ nguyện trái dệt thanh vân. Sông Tích sông Đà răng lụa mênh mông. Đan phường ơi quê hương người gái đám, đồng ở tác xanh tươi cây dày thắng tắp. Anh phi công bàng hoàng ngỡ mình bay trên gấm vóc. Cây mà ngày xưa là cây núa, bà con đánh luống lên và trồng cây. Thì ở đây là bà con để một cái ao để điều tiết nước, một cái ao nhỏ rộng khoảng 3 mét và sâu thì tùy, ví dụ như bà con có thể đào sâu 2 mét hoặc là mét rưỡi. Đây là khoảng mét rưỡi, nhưng mà rộng khoảng 3 mét như này, bà con để cho điều tiết nước.
khi vào mùa mưa, mùa mưa thì nước dâng lên không có nối thoát nào thì sẽ ngập, ngập 1-2 ngày, nhưng mà khi mà thoát được nước, tạnh mưa thoát được nước thì nước sẽ rút xuống ao và không làm cho chết bộ rễ cái đâm xuống dưới và bộ rễ tơ hồng ở trên, nên là cây vẫn xanh tốt như này. Còn nếu những nhà mà trồng không có ao để điều tiết nước thì cây sau khi rút nước rồi nắng lên là sẽ bắt đầu bị thối rễ, héo và chết quả, rụng quả và chết cây. Và bà con lưu ý một điều rất là quan trọng nữa là bà con để ý ở dưới gốc đây này, rễ trồng rất là nổi, trồng nông như này. Cái củ rễ nó phải hở, củ rễ như này. Phải hở như này. Nhiều bà con là có suy nghĩ là trồng phải ngập sâu để cho gió bão khỏi bị đổ. Nếu gió đổ thì bà con phải chống, chứ không phải là do cái bộ rễ, nếu khi gặp gió to thì kể cả trồng sâu như này nữa thì không đổ thì sẽ bị gãy cành. Đấy là điều đương nhiên. Nhưng mà bà con phải lưu ý là trồng nổi như thế này để khi cái bộ rễ như này bà con tưới và bón cho thức ăn thì cây sẽ hút được chất dinh dưỡng rất là nhanh. Bà con có thể làm bưởi ngọt, ví dụ như bón siêu cani hoặc là bón cani lên cây thì quả sẽ tăng độ đường lên rất là nhanh. Chứ nếu mà để sâu bà con bón có thể là chưa ăn được cani thì đã thu hoạch rồi. Bà con lưu ý. Và như buổi diễn này thì rất nhiều người hỏi Hà Bưởi Ngon là bón cani bao nhiêu và bón bao giờ thì hợp lý. Thì Hà Bưởi Ngon cũng tiện đây nói luôn là bón buổi diễn thì cani bón từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 và đầu tháng 9. Thì ví dụ như một cây có khoảng 70-80 quả đến hơn 100 quả tùy theo loại đất. Ví dụ đây là đất pha xét. Đất pha xét thì bà con có thể bón từ 3,5 đến 4 kg cho một cây khoảng 80 đến 100 quả hoặc hơn tùy theo đất, ví dụ đất pha xét. Còn nếu mà cây mà 80 đến hơn 100 quả và trên đất pha cát, đất cát pha ven bãi bồi sông thì bà con có thể phải bón đến 4 đến 5 kg một cây. Nhưng đất sét là bà con bón ít nhất, nhưng mà cây phát triển sẽ nhỏ hơn so với những đất pha cát hoặc là đất thịt. Thì bà con lưu ý là tùy theo lượng quả trên cây và tuổi cây, chất đất để bà con có thể bón cani. Và chia như thế là bà con chia cho cả một năm, chứ không phải là bón một lần từng đấy cân, từng đấy kg. Ví dụ như là tháng 5, tháng 6 quả khi còn nhỏ thì bà con sẽ bón 5 nạng cho một tháng, chia cho tháng 5 và 7-8 nạng cho tháng 6. Bởi vì lúc đấy quả đang phát triển, vừa phát triển quả và cùi và múi. Thì bắt đầu bà con bón nhiều cani bắt đầu từ cuối tháng 7, tháng 8 và tháng 9. Thì bà con sẽ bón nhiều, ví dụ như bây giờ là đang là tháng 8 âm lịch thì bà con có thể bón 1 cân cani cho một cây thoải mái, không làm sao cả. Thậm chí có nhiều cây như Hà Bưởi Ngon mà cây to ở nhà, Hà Bưởi Ngon có thể bón 2 cân cho một cây. Ví dụ như là cây bưởi Quế Dương hoặc bưởi đường chín sớm to, bà con có thể bón. Nhưng mà bà con lưu ý là không phải là bón nhiều mà không lựa chọn dòng cani. Ở đây Hà Bưởi Ngon khuyến cáo là bà con không nên bón dòng cani khi cani đỏ, mà bà con bón cani đỏ nó nhiều muối. Bởi vì hàm lượng muối rất là cao. Khi bà con bón một vài tiếng nó héo cỏ như này thì cỏ sẽ chết và rễ tơ hồng ở dưới cây bưởi cũng sẽ chết, làm tuổi thọ cây sẽ kém và khi rễ chết rồi thì ảnh hưởng đến quả rất lớn. Bà con lưu ý là bà con nên bón dòng cani không chết cỏ mà không bị sót. Thì như Hà Bưởi Ngon nói là dòng cani Đức. Cani Đức thì Hà Bưởi Ngon sẽ cho hình ảnh bà con có thể biết là hiện tại như năm nay đang bán là 13.000 một kg, một bao 50 cân là 650.000. Thì bà con bón rất là hợp lý. Để bà con bón cho ngọt và giòn tôm thì bà con có thể bón cái dòng cani. Hiểu một điều thế này là số phận này không cố định. Ta có hay có dở, ta có tốt có xấu, ta có may mắn và cũng có bất hạnh, do cái nghiệp xưa ta là bất toàn. Bây giờ ta điều chỉnh lại, ta cố gắng làm cho nó hoàn hảo trong từng cái nghiệp của mình bây giờ, từng lời ăn, tiếng nói, từng ý nghĩ và từng hành động, làm sao cho nó đẹp.